Hello cả nhà, nay mình dọc được một cái tính năng trên chiếc Everest đời 2022, nhưng mà mẫu cũ nha, thì vẫn là tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Tính năng này là sẽ đo được độ ngạt của ống xả của cái bầu DPF á, và sẽ cho phép chủ xe tự bấm cho nó dọn luôn, khỏi cần phải chạy vô hãng nha các bạn. Đây mình bấm OK nè. Đó, exhaust filter position safe, tức là nó sẽ cũng giống như trên con next gen bữa mình mở đó, thì nghĩa là đậu xe ngoài trời rồi. Xe đạt nhiệt độ vận hành, bây giờ nó sẽ rồ ga lên nè để cho chạy dọn cái bầu DPF ha. Đó, có thể cancel lúc nào cũng được. Thì tính năng này mình có thể vào để theo dõi được cái bầu DPF nó ngạt đến mức nào, và có thể tự chủ động chạy dọn vệ sinh nó luôn. Thì nó sẽ không báo lên cái thông báo là bị ngạt bầu DPF, khỏi mất công vào hãng ha.